Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay là bài thực hành chế biến món ăn. Món thứ nhất, món salad hoa quả. A. Nguyên liệu: táo 2 quả, dứa 1 quả, dưa chuột 1 quả, thanh long 1 quả, cà chua bi 3 quả, chanh 1 quả, siêu lạch 40g, mật ong 2 thìa canh, sốt mayomi nai 50g, rau xà lách 1 cây, đường đủ dùng, có thể sử dụng các loại trái cây theo mùa phổ biến ở địa phương thay thế cho đường. Về dụng cụ: dao thớt, bát tô, đĩa to, thìa, rổ, gang tay chuyên dụng. C. Quy trình thực hiện. Bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Các loại trái cây làm sạch, gọt vỏ, bỏ hạt nếu cần. Thái miếng vừa ăn, chanh bét lấy nước cốt. Rau xà lách, tách rời các lá, rửa sạch. Bước 2. Trộn. Thứ nhất là làm nước sốt. Cho siêu lạch mật ong, sốt mayonnaise, đường, nước cốt chanh vào bát to rồi trộn đều. Trộn hoa quả với nước sốt, cho tất cả các hoa quả đã sơ chế vào bát đựng nước sốt. Dùng thìa đảo đều để nước sốt ngấm vào các loại hoa quả. Bước 3. Trình bày món ăn. Xếp xà lách lên đĩa, cho xà lách lên trên. Trình bày món ăn đẹp mắt, hấp dẫn. Vì yêu cầu, nguyên liệu trong món ăn không bị nát, màu sắc hài hòa, có mùi thơm trái cây, có vị ngọt, tươi dịu, nhẹ, thanh mát. Món thứ hai là món nộm rau muống, thơm thịt. Nguyên liệu: rau muống 400g, tôm tươi 200g, thịt quả chỉ 200g, lạc rang 100g, tỏi 5-6 thép, đường trắng 4 thìa cà phê, chanh 1 quả, ớt 2 quả, nước mắm 4 thìa canh, hành phi 4 thìa canh. Về dụng cụ: bếp, rổ, dao, thớt, nồi, đĩa to, bát to, gang tay chuyên dụng. Về quy trình thực hiện: bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Rau muống nhặt bỏ phần già, lá, rửa sạch, chia dọc theo thân thành các sợi mỏng và ngâm trong nước muối loãng 20-25 phút. Sau đó vớt ra rổ để ráo. Tôm là thịt luộc chín, tôm bóc vỏ và để lại phần đuôi, thịt cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Lạc rang chín, bỏ vỏ và giã nhỏ. Tôm bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt rửa sạch, băm nhỏ. Chanh bét lấy nước cốt. Bước 2. Làm nước sốt. Cho đường, nước cốt chanh, nước mắm và bát to rồi trộn đều. Thêm tỏi, ớt vào hỗn hợp vừa trộn. Bước 3. Trình bày món ăn. Cho rau muống vào đĩa, xếp thịt ba chỉ và tôm lên trên, rất lạc, rang và hành phi. Rải đều nước sốt vào đĩa nguyên liệu. Yêu cầu: rau muống không bị nát, giữ được màu xanh, có mùi thơm của các loại thực phẩm, có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, béo ngậy. Khi ăn cảm nhận được độ giòn của rau muống. Về thực hành chế biến món ăn, chúng ta hãy lựa chọn một trong hai món trên vừa giới thiệu ở trên để thực hành. Các em lựa chọn món ăn nào, hãy để lại bình luận bên dưới video. Vậy là sau khi xem xong video này, các em có những góp ý hoặc là câu hỏi gì về nội dung bài, hãy bình luận ngay bên dưới video. Và bài giảng tiếp theo có tựa đề: dự án bữa ăn kết nối yêu thương. Và xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này. Và đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh này, bấm chuông
để nhận thông báo mới khi có video đăng tải mới tiếp theo. Like tức là thích video này. Share tức là chia sẻ video này cùng với mọi người. Và bài giảng đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.